Các ngươi đã từng thấy người luyện bùn thành đan dược bao giờ chưa? Người làm việc mạnh mẽ nhất Thẩm Trường ta một chiêu xuyên qua, trở thành tiểu thiếu chủ của gia đình mạnh nhất chư thiên, như nguyện có một cuộc sống nằm phẳng như chơi bùn đất. Tuy nhiên, hệ thống cạnh tranh hiếu thắng của anh ấy, trong khi hai luyện dược sư biểu ca biểu tỷ của hắn đang thi đấu, cao cấp luyện đan dược, bên này hắn nặng bùn vô y biến thành đan dược. Đây là tiên phẩm đan dược. Tiểu biểu đệ đây là do đệ luyện ra hay sao? Tô Vũ, ngươi luyện đan nhiều đến bệnh à? Biểu đệ của tôi mới sinh được mấy ngày. Đan dược đều có hai loại. Đây rõ ràng là viên bùn của tiểu thiếu chủ nặn ra. Không đúng, đây là loại đan dược khác với bình thường. Chỉ có thiên tài của vạn vô cổ y mới có thể luyện chế. Các người xem kỹ. Thiên phẩm linh đan thật đã ra mắt rồi. Đi theo lão phu đi xem là ai. Ha 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 ha. Tô Vũ, lão phu liền biết là ngươi luyện chế ra thiên phẩm đan dược. Cái đó đường chủ không phải là tôi, đó là tiểu biểu đệ tôi làm ra. Tiểu biểu đệ, hắn là ai? Đó chính là nó. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của Tô Vũ, tất cả đều là một sửng sốt. Ngay lập tức, Tô Vũ lại nói lại tình huống vừa rồi. Nghe xong mấy người càng thêm bối rối. Một em bé sơ sinh dùng bùn trà thành thiên phẩm đan dược. Cái này quả thực là một đòn lớn trên thiên giới. Không hẳn, dù sao hắn cũng là con trai của thần đế, không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Nhưng kỳ tích như này lão phu cũng chưa từng nghe đến. Vốn còn định tặng biểu đệ món quà gặp mặt, vậy đan dược này không còn có ích nữa rồi. Chờ tiểu trường ca lớn lên một chút, ca sẽ đưa đệ đi luyện đan. Hệ thống chó, tôi chỉ là một đứa trẻ. Cậu đã khiến tôi bị đám người này nhìn trúng rồi. Làm sao tôi có thể lười biếng được nữa? Tôi muốn lười biếng. Đường chủ mẫu đại nhân từ giao chỉ trở về rồi. Đệ thơm mềm mại, chúng ta ngủ đi. Mặc dù tôi là một đứa trẻ, nhưng cũng là linh hồn của người lớn. Lại như vậy cô nam quả nữ ở trong một phòng, muốn huyết mạch mở rộng mà chết. Ký chủ đừng nói lời chán nản, đào hoa vận này là phúc khí. Phúc khí này cho bạn có muốn hay không? Đào hoa vận của ký chủ tôi làm sao mà lấy được? Cút. Ký chủ bạn mò vừa chậm vừa xấu. Ta sinh được 2 ngày, chẳng nhẽ ngươi còn cho ta bay được sao? Ồ, với hành vi đáng xấu hổ của vật chủ, hệ thống quyết định nâng cấp. Nâng cấp thành công, mở chế độ tàu con thoi không giới hạn. Cái gì? Cái thứ gì? Bất kể tuổi tác như thế nào, tốc độ đi bộ nhanh gấp 100 lần bình thường, còn có thể bỏ qua chướng ngại vật không gian, vượt qua mọi chướng ngại vật. Để ta thử xem. Ở đây nóng quá. Cô ấy bị sao vậy? Cô ấy là thánh nữ giao trì. Phù giao là thánh thể thái âm hiếm thấy. Chỉ là trong cơ thể có độc lạnh bẩm sinh. Lần này độc rất nghiêm trọng. Giao trì lão tổ cũng phải bó tay vô sách. Mẹ ngươi liền đưa cô ấy đến thẩm gia cứu chữa. Nhìn cô ấy như vậy sợ là không sống được đêm nay. Là đệ tử của mẹ tôi, tôi tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Đồng tử cậu có cách nào không? Đề nghị vật chủ hợp nhất tiên cốt, hấp thụ chất độc lạnh thông qua sức mạnh của tiên cốt. Cậu cố ý đấy à? Hợp nhất tiên cốt liền đại biểu thể chất của ta bay lên trời. Làm thế nào có thể lười biếng được nữa? Thánh nữ sắp chết rồi. Không nghĩ nữa, đến đi. Xin vật chủ nằm trong lòng thánh nữ, phải tiếp xúc gần mới có thể hấp thụ chất độc lạnh. Này, đừng đến gần tôi, sẽ bị nhiễm hàn độc đó. Cầu hệ thống nhanh chóng hợp nhất tiên cốt. Đây là chất hàn độc trong cơ thể của dao. Hình như cũng không đau lắm, thoải mái hơn nhiều so với dịch vụ rửa chân trong thành phố. Tôi chưa chết, hàn độc trong cơ thể tôi cũng hoàn toàn khỏi rồi. Tuy không biết làm sao ngươi xuất hiện ở đây, nhưng lại có thể giải quyết hàn độc, chắc cũng có liên quan gì đó đến ngươi. Ngươi thật sự là tiểu phúc tinh của tỷ tỷ.
thánh nữ thật sự là Tư Long Vương miện thiên hạ. May mà tôi định lực tốt. Cái đó của ngươi mà định lực tốt sao? Tôi lười muốn vạch trần cậu. Em bé mấy ngày tuổi của bạn còn muốn làm gì nữa? Ca Nhi, làm sao con vào được mật thất này vậy? Thánh chủ đại nhân, hôm qua tôi mơ hồ thấy hắn bò vào cung điện, tốc độ khá nhanh. May là không sao, hàn độc của ngươi khỏi rồi sao? Hồi bẩm thánh chủ, đêm qua như vạn trùng xương cốt thống khổ vạn phần, hôm nay thức dậy, bằng cách nào đó, hàn độc đã biến mất. Thánh thể thái âm thần tiên còn khó cứu. Ngoài việc trung hòa bằng thái dương thánh thể nguyên bản, hầu như không còn cách nào khác. Tuy nhiên, thánh thể thái dương vạn năm khó có một. Thái âm thái dương đồng thời hiện thế, thuận theo dòng chảy của năm tháng, càng là hiếm thấy. Lại không biết, thánh thể thái dương chính là đứa bé mà họ đang mang trong lòng. Thẩm Trường Ca, chữa lành là được rồi, sau này ngươi cũng không cần phải chịu hàn độc tra tấn nữa. Như ngươi thấy đấy, nó là con của ta, tên là Thẩm Trường Ca. Cho nên người luôn ngủ trong lòng ta đêm qua là con trai của thánh chủ. Hai người cũng là có duyên, không bằng bổn thánh chủ làm chủ, giúp các người định ước hôn sự từ bé. Chú ý này, em bé mới sinh được vài ngày, sắp được định hôn ước từ bé. Đối tượng lại là giao chỉ thánh nữ, cô ấy sẽ đồng ý chứ? Không bằng do bổn thánh chủ làm chủ, định xuống hôn ước từ nhỏ cho các ngươi. Mẹ ơi, con là đứa trẻ mới sinh được vài ngày, con phản đối. Chờ đã, đính hôn sớm cũng không phải là không được đâu. Cái này có được không? Ta lớn hơn thằng bé 16 tuổi đấy. Dinh phát hiện thấy người nữ nhân này đang do dự, trở thành vị hôn thê của vật chủ. Dinh dinh, hệ thống đang được nâng cấp. Nâng cấp hệ thống thành công. Mở chế độ thu hút ma thú. Giá trị đệ nhất nhan sắc tự động dung hợp. Chế độ hấp dẫn cho người khác giới. Ký chủ sẽ có một sức hấp dẫn tự nhiên. Ôi, con tôi lại đáng yêu cỡ này. Thánh chủ phù giao tuân lệnh. Cẩu hệ thống, tôi chỉ muốn nằm ườn lười biếng. Bạn lại cho tôi một cái loại hấp dẫn như vậy. Nếu mà hấp dẫn phụ nữ có chồng vậy, chẳng phải là muốn bị coi là đạo tặc sao? Ôi mẹ tôi, ha 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 ha. Được rồi, nếu đã vậy, chờ đến khi Trường Ca trở thành người lớn, bản thánh chủ sẽ chủ trì hôn lễ cho hai người. Biểu đệ à, nếu không phải mẹ đệ là cô của ta, ta sợ là không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Sau này buổi tối tỷ tỷ phải ôm chặt hơn một chút mới được. Tại sao tôi có chút không tự chủ được? Thích tiểu Thường Ca rồi. Chiếc mặt nạ của ca làm sao người như cô có thể kháng lại được? Hứ. Thử nghiệm trong gia tộc cũng quá nhàm chán, còn không bằng gọi mấy lão đạo sĩ đến thảo luận kiếm đạo. Người này tên là Thẩm Kiếm Tâm, là đường ca của Thẩm Trường Ca, kiếm pháp xuất thần nhập hóa, còn gọi là Thẩm Kiếm Thần. Đúng lúc con trai của thần đế đã được sinh ra, tôi cũng nên đi thăm tiểu đệ dễ thương của tôi. Nếu như tài năng tốt, có thể cùng ta nghiên cứu đại đạo kiếm.